Chào anh em, bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em lại là cái mẫu Super 01. Super 01 nếu không kèm phụ kiện nha anh em, kèm hai bộ dây và laser. Ví dụ anh em mua ngắm thêm thì nó khoảng 300.000. Ngắm 1-40.000 bút nem nha anh em. Đây, cái này là ví dụ bây giờ mình có bán thêm giá sỉ anh em. Sỉ thì từ 5 tới 10 cái. Thì anh cứ liên hệ trực tiếp cho bên mình ha. Giá sỉ liên hệ trực tiếp cho mình nha anh em. Giá sỉ từ 5 tới 10 cái nha, số lượng lớn thì mình không có, mà 5 tới 10 cái thì có nha. Rồi thì giá sỉ thì dù anh em bán giá sỉ thì chị sẽ chuyển khoản hết ha. Cái đó thì mình phải cân nhắc kỹ nha anh em, chứ không có COD. Sỉ thì từ 5 tới 10 cái thì tùy mình thôi. Sỉ thì anh em mua về thì anh em cung cấp lại thì nó lời thì khoảng mình cung cấp cho anh em thì là giá rẻ hơn khoảng 2 tới 2, khoảng ví dụ 5 cây thì khoảng 200.000 ha. Trăm mấy 200.000 làm bán, là ví dụ anh em bán giá bên mình là giá khá là ổn rồi, anh em có thể bán mắc hơn là sẽ nhiều hơn, tùy người bán mà anh em. Mình nhiều khi anh em đăng trên các trang bán hàng hay là những cái địa phương mình đó mình bán, anh em muốn kiếm tiền cứ liên hệ với mình ha. Còn giá sỉ thì mình đưa ra sao mình bán vậy nha anh em, thì nói chung nó rẻ hơn khoảng 100-200.000 cây vậy anh em. Còn 5-10 cái nữa giá nó rẻ hơn thì mấy chục nữa, tùy chứ mà anh em muốn lời nhiều mà là không có cung cấp nổi nha anh em. Mặt hàng này mà hàng chua anh em bán mà theo giá mà cao mình tí là ngày anh em kiếm, ví dụ anh bán ngon thì ngày anh em kiếm một cây một hay là anh em đủ sống một ngày rồi 200.000. Cái này là Super 01 nha anh em. Phụ kiện của nó là nó sẽ tặng cho mình cái laser này. Cái laser này là laser này chỉnh tâm luôn á, hàng mini anh em. Ví dụ giá sỉ thì cũng sẽ kèm theo laser cho anh em hai bộ dây đầy đủ cho anh em hết luôn. Còn ví dụ anh em muốn bán nhiều loại giá sỉ, giá sỉ thì nó sẽ ví dụ anh bán giá càng cao, những sản phẩm càng cao anh em sẽ lời càng nhiều hơn. Như hàng dòng VIP 11 đi, anh em mua sỉ thì anh em sẽ lời nhiều hơn hàng này. Thì tùy, nói chung tùy bán anh em. Thì sỉ nó sỉ một lần là một loại nha anh em, chứ không có cái này chọn cái kia được nha anh em. Một lần một loại thôi. Ví dụ 5 cây là phải 5 cây super này. Đó, ví dụ 5 cây VIP 11, 5 cây VIP 11 chứ không có xen kẽ được nha anh em. Mình sẽ nói trước luôn. Nè, giá sỉ anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình ha. Còn giá lẻ thì anh em xem giá vào bình luận. À, bình luận cũng đang giảm giá cho mình rất là ok luôn anh em. Giá bên mình thì nói chung anh em khỏi lo những cái chuyện đấy. Thì anh em mua giá bên mình thì anh em khỏi lo cái chuyện mà nó thì giá lẻ là nó mắc nha anh em. Giá nói chung là ổn định. Giá thì nó uy tín thì mình khỏi bàn nữa. Uy tín mình mới dám cung cấp sỉ cho anh em, chứ khơi khơi không có dám đâu nha anh em. Cung cấp sỉ nó cần rất là nhiều uy tín. Còn sỉ thì không có COD cái dạng mà nhận hàng thanh toán được cho anh em. Nó sỉ thì số lượng lớn á. Còn lẻ thì cọc, lẻ thì nhận hàng thanh toán tại nhà, có cọc trước là 50.000 tránh tình trạng bơm hàng, nhận hàng có quyền kiểm luôn. Còn sỉ thì phải chuyển khoản nốt cho anh em. Cái này là Super 01 thì nó sẽ kéo ra 3 khúc đó. Một khúc này nó là 3 khúc cực kỳ dài nha anh em, nhưng mà thường mình kéo mình chắc một khúc thôi nè, khúc này là được rồi, nói vậy là ok rồi. Mình kéo nhiều quá thì nó cái cây của nó sợi dây nó căng quá cũng thấy ớn rồi, sợi dây nó chịu không nổi, dây thì bên em sẽ cắt dài hơn sẽ ok hơn nha. Rồi mẫu này thì nhận hàng thanh toán tại nhà khi mà anh em mua lẻ, còn sỉ thì chuyển khoản hết, cũng nhận hàng thanh toán tại nhà luôn nha anh em. Lẻ thì chuyển khoản, sỉ thì chuyển nốt. Rồi anh em mình mua cái liên hệ mình ha, nhớ là cái kênh để mình xem nhiều sản phẩm mới. Còn anh em nào muốn kiếm tiền mỗi ngày thì anh em cứ liên hệ mình ha. Có thể là anh em về bán sẽ ngon hơn mình đó. Vì anh em có kinh nghiệm về bán hàng hay là anh em đã ăn những cái trang ná, anh em ngày anh em cũng sẽ có thể bán được vậy. Ai mình cũng có quyền cũng bán được, mà hàng này mình được kiểm mình đâu có sợ đúng không? Đó, rồi tùy cách bán hàng của anh em thì tùy giá cả anh em sẽ đưa ra. Còn giá bên mình mà giảm cho anh em là khoảng một cây thì nói chung giá tầm này nó một cây nó giảm khoảng 200k khi anh em mua sỉ. Rồi anh em mình mua cái liên hệ bên mình ha. Chào anh em. Rồi sỉ liên hệ trực tiếp, mình không báo giá cho anh em. Sỉ liên hệ trực tiếp cho mình nha. Chào anh em nhé, nhớ đăng ký kênh để mình xem nhiều sản phẩm hơn ha nè.